Jesus. Hi guys. Hello, Hi everybody. I'm a pirate. Yes. Hello, guys. Hello, Hi. I'm a pirate today. Today I'm a pirate. Hello, hi guys. Hello, everybody. Wait for your friends, okay? Let's wait for your friends. Mm-hmm. Hello, everybody. Yes, we're gonna play a game, but not okay. Yes, of course. I promise, right? You guys wanna do this one like me? You guys wanna do it? Let me show you guys. You guys wanna do this one? Change the filter. Yeah, we're gonna play a game. Yes, mommy. Yeah, we're gonna play a game. Yes, play a game today. I know. We're gonna play a game today. All of you really want to play a game, right? How are you today, teacher? I'm fine, thank you. I'm fine. Today, what about you? Hello, guys. Hello, Tony Stark. Hello. Hi. Hello. Just today, V, just today, I will be a pirate today. A pirate and a teacher, too. Today, we're going to play a different one. A different mode. Okay. We already played that one, right? So we're going to play a different one. Yeah, I turn into a pirate today. Today will be a pirate, okay? How do a pirate say? How does a pirate say? Do you guys know? How does a pirate sound? Hello, Tito. Okay, let me just say something. Wait. Yes? Hello, everybody. Go on. Okay, so let's wait for your friends, okay? Right now it's 8, right? Let's wait for all of your friends to join the class. So I want to talk about the contest. You guys know about this one, right? So we don't have homework for this week. We only do this one. Prepare a video for the contest. Như vậy là tuần này thì cô sẽ không có giao bài tập, mà cô sẽ để cho các bạn cùng làm cái bài này. Mỗi bạn mình sẽ tham gia cái cuộc thi này cho cô nha. Bởi vì nếu mình lucky, nếu mình vừa làm bài rất là tốt mà mình còn hên, mình còn may mắn, mình may mắn nè, mình có thể được giải thì sao, đúng không? Được giải là mình sẽ có prize, mình sẽ có giải thưởng, đúng không? Cho nên là các bạn cũng làm cái này cho cô, giống như là homework vậy đó. Thay vì cô giao homework thì tụi con sẽ được cô chấm bài bình thường thôi. Còn cái này thì sẽ được các thầy cô chấm bài nè. Rồi còn có thể có cơ hội nhận phần thưởng nữa. Cho nên là các bạn nhớ tham gia nha. Và các bạn nhớ là mình phải đọc kỹ cái yêu cầu tụi con cần làm gì, phải có hashtag như thế nào để bài của mình hợp lệ. Các bạn nhớ nha. So today is the 11th, right? What day is it today? It's the 11th, the 11th of October, right? So the last day will be the 18th of October. Remember, the last day next week, right? Next week, the 18th, ngày 18. Có nghĩa là một tuần nữa, đúng không mọi người? Hôm nay ngày 11 nè, thì một tuần nữa sẽ là hết hạn. Thì các bạn cứ nộp. Mình không cần phải nộp sớm hay nộp trễ gì hết. Các bạn cứ nộp. Nhưng mà ở đây thì coi như là tụi con, nếu mà tụi con có đọc ở trong cái, phần chấm chấm bài á, thì sẽ có cái phần là lượt like. Tính lượt like, đúng không? Tính lượt like của mọi người đó. Cho nên nếu có mình nộp sớm thì có thể mình sẽ được lượt like nhiều hơn, đúng không? Yes. Mm-hmm. So remember to do this one, okay? Talk about a woman, any woman, your friend in class, your mother, your grandmother, your aunt, your best friend, your teacher, someone who is famous, a famous woman, okay? Bất kỳ ai đều được, miễn là người đấy là phụ nữ là được thôi, okay? Kể về một cái kỷ niệm hoặc là bất kỳ cái gì con thấy ấn tượng với cái người đó. Mm-hmm. Okay, guys, now listen to me. Yeah, because you know why? Because the 20, right? The 20 of October is the Women's Day, right? The Vietnamese Women's Day is in
is on the 20th of October. Bởi vì cuộc thi này là mình sẽ có mình diễn ra để làm để mình mừng cho ngày phụ nữ Việt Nam đúng không mọi người? Cho nên là ngày phụ nữ Việt Nam đã là ngày 20 rồi nè. Cho nên là mình cái hạn của cái cuộc thi này hơi ngắn một xíu nhưng mà tụi con cứ cố gắng. Cứ cố gắng hết sức của mình. Okay? Try your best in the next week. Tuần này các bạn cứ cố gắng, mình sẽ không có homework, cho nên là các bạn cứ cố gắng tạo cho cô một cái bài thi thật là hay. Make a very great video, okay? Try to make the best video ever. Yeah, the last day is not the 20th, the 18th. Có thể là thầy cô sẽ có thể là giảng ra, cô cũng không rõ lắm, nhưng mà hiện tại thì theo như cuộc thi này thì sẽ là kết thúc vào ngày 18, nên các bạn cố gắng nha. You just invest in your content, nội dung của mình nè, cái cách tụi con, ví dụ có thể dress up, can dress up, mình có thể bật một cái bộ đồ gì đấy thật là đẹp, mình có thể có đạo cụ hoặc cái gì đấy, ví dụ mình nói về cái gì đó, mình cũng có thể có một cái đạo cụ gì đó, hoặc là tụi con có thể nói, đầu tư về cái bài của mình, hoặc là sử dụng background như thế nào đó, ví dụ thay vì mình quay ở trong nhà một cái góc bình thường thì mình có thể sử dụng một cái background gì đấy thật là đẹp. Mình trang trí một cái gì đó, mình vẽ tranh, mình vừa nói, mình vừa chỉ vào tranh chẳng hạn. Đấy, thì cái đấy là mình sẽ được tính điểm cao hơn. Ok. Yeah, talk about your mom. Talk about your mom. Yeah, of course you can. Yeah, your birthday is on the 20th of October. Yngwie, yes, your birthday. Everybody want to play game, right? Nhưng mà không phải lúc nào cô cũng cho mọi người chơi game nha. Mọi người không được hối cô đâu nha. Mấy bạn nào hối cô là cô không cho mấy bạn chơi nữa đó. Ok. Hôm nay thì cô sẽ không, cô đổi lại, cô không cho các bạn chơi đầu giờ nữa. Cô đổi lại, cô đợi các bạn vào đông ấy thì cô mới cho các bạn chơi. Bây giờ thì các bạn phải học, mình phải học. Ok. Mình sẽ học cho hết cái unit này. Thì cô hứa là vẫn chơi, mình chắc chắn không học hết đâu. Cô chỉ canh học khoảng 30 phút thôi. I promise, we only study for 30 minutes. Then we're gonna play games, okay? I promise with you guys, we're gonna play game today. Cô hứa là hôm nay mình chơi game, mà chắc chắn cô sẽ cho các bạn chơi game. Cho nên là mình vẫn, mà mình vẫn phải học. Bữa giờ là mình đã chơi rất là nhiều đúng không? Nhưng mà mình không thể nào ngày nào cũng chơi toàn là game không. Thì mình cũng phải học một xíu kiến thức rồi mình mới chơi game được. Okay guys, so we're gonna learn today first, then we're gonna play a game, I promise. Hôm nay thì mình vẫn chơi game nha mọi người, nhưng mà không phải bây giờ, not now. Later, okay, I promise, later. Let's learn first, okay? So, when you want to ask someone, like, what does he have to do? Khi con muốn hỏi một người nào đấy là ví dụ những cái công việc mà người đấy phải làm trong một ngày chẳng hạn. Bạn thường phải làm gì, bạn thường phải làm những gì? Thì mình có cái cụm have to. Have to có nghĩa là làm, phải làm gì đó. Phải. Have to có nghĩa là phải nè. Như vậy khi con muốn hỏi một người nào đấy, what does she have to do? Nếu mà mình hỏi ở dạng he, she hoặc là số ít nè. What does Mary have to do chẳng hạn? What does Mary have to do? What does Lily have to do? What does John have to do? Bạn John phải làm những gì? Thì ở đây câu hỏi của mình phải ở dạng là what does. What does he, she have to do? Bởi vì mình đã có does rồi cho nên ở đây tụi con phải giữ nguyên mẫu nè. Thì nó vẫn là have. Nhưng mà đối với câu trả lời của mình ở dạng thì hiện tại đơn thì các bạn phải làm gì? You change have into have. Mình phải chia thì. Như mình đã từng học rồi đấy. Thì hiện tại đơn đúng không? Tụi con phải chia thì. Như vậy là she has to. Mình sẽ không được viết là she have to. Have nó là động từ nguyên mẫu cho nên là các con không được viết như vậy. No, you don't write like this. No, she has to. Okay, she has to. Ví dụ, cô ấy phải cho chó ăn. Feed the dog. She has to walk the dog. She has to cook dinner. Cô ấy phải nấu bữa tối mỗi ngày chẳng hạn. Every day. Đó, thì mình sẽ có thêm những cái đấy vào để cái câu văn của mình nó hay hơn, nó có nhiều thông tin hơn. Thì đây là cái cách để tụi con hỏi. Hay là mình hỏi thẳng luôn. Ví dụ bây giờ cô muốn biết Giang làm gì thì cô sẽ hỏi gì? What do you have to do? What do you have to do? Thì Giang mới trả lời là nếu mà cô hỏi về Giang thì Giang trả lời về mình. Thì đương nhiên là bạn Giang phải dùng cái gì? I, tôi, con phải làm gì? I have to. Thì đối với những cái chủ ngữ là I, we, they hoặc là số nhiều, các bạn còn nhớ thì hiện tại đơn không? Mình đâu có đổi động từ đúng không? Mình giữ nguyên cho cô động từ thì mình vẫn dùng là gì? Have to. I have to feed the dog.
We have to feed the dog. À, họ là câu hỏi. À, họ phải làm những gì? What do they have to do today? Hôm nay họ phải làm những công việc gì? À, thì mình có thể trả lời là they have to learn English. They have to study English today. They have to play badminton with their father today. Đó, đây là những cái ví dụ của tụi con. Tụi con sẽ tập hỏi như cái này. Okay. Now I will invite one pair to ask and answer this one. Okay, one pair to ask and answer this one. So I will invite, okay, Zhang, please. And one more, Zhang and Anh Duy. You guys ask about anybody you like. Okay, con có thể hỏi về bạn cũng được, hoặc là hỏi về bố mẹ bạn của bạn, chị của bạn, ai cũng được. Okay, Zhang first, you ask first. What does your father have to do? What does your mother have to do, Yui? What does your mother have to do? She has to watch TV. Ah, she has to watch TV. Okay, good job. Now, you. What about you? Yui, you ask your friend Zhang. You ask your friend. What do you have to do? Yeah, what do you? Good. To do my homework. Good job. Well done. Good job. Thank you, Zhang, so much. And Yui so much. Thank you to both of you. Now, one more pair. Let's invite Phúc Nguyên, please. And Kim Loan. Kim Loan, can you turn on your sound? Kim Loan, con có mở tiếng được không? Con bà bấm mở tiếng cho Loan rồi đó. She cannot turn on her sound. Nguyên, wait me a little bit, okay? Nguyên đợi cô nha, cô mời bạn một bạn nữa nha. What about... Okay, Minh Khuê, please. Minh Khuê. Minh Khuê. Now, Nguyên gonna ask first, then Khuê gonna answer, okay? Nguyên, you ask first. What does your father have to do? Good job. My father has to, bố của Khuê thì phải làm gì? Has to phải làm việc, ý của Khuê là phải làm việc đúng không? Right? À, phải làm việc thì mình sẽ dùng động từ là has to work. À, phải làm việc. Ok, như vậy Khuê trả lời lại cho cô nè. My father has to work. Good job. Okay, now you ask and Nguyen will answer. Okay, Khuê, you ask him and he will answer. What mother has to do? Con muốn hỏi về mẹ của Nguyen đúng không? Thì con phải dùng là What does your mother? Ở đây câu hỏi thì mình sẽ không dùng she ở đây, con biết tại sao? Bởi vì con chưa nhắc tới she là ai thì bạn sẽ không biết được ở đây she là Khuê đang muốn nói ai. Cho nên Khuê phải nói là mẹ của bạn, mẹ của Nguyên. Thì mình sẽ dùng là your mother. What does your mother have to do? Again. What does your mother have to do? Okay, Nguyên, can you answer? My mother has Yes, has to. Good job. Well done. And she cook dinner. And cook dinner. Mình không cần phải lặp lại chủ ngữ. Con có thể nói là gì? She has to làm gì đó. And làm gì đó. Mình chỉ cần liệt kê ra những cái công việc cần làm. Con không cần phải lặp lại chữ she. Okay, good job. Well done. Good job. Now one more pair. Last pair. Let's invite. Cô mời Bình An nha. And Bảo Hà, please. And với Bảo Hà nè. And we'll ask first, then Hà will answer. Okay, and ask first, then Hà will answer. Con có thể hỏi về bạn Hà cũng được, hoặc hỏi về bất kỳ ai. Ví dụ bố của Hà nè, của Hà hay bất kỳ ai cũng được. What? What? What do
What do you have to do? Again? What do you have to do? Bạn phải làm những việc gì? Bạn phải làm việc gì? Thì ở đây tùy mình, có thể trả lời một việc hoặc nhiều việc. I have to. Homework. I have to làm bài tập về nhà thì cái gì homework ha? I have to. Con phải làm bài tập về nhà. Do homework. Đúng rồi. Yes, good job. I have to do homework. Well done. Well done. Okay, now we're moving on to the next one. Very good, you guys. Good job. Như vậy là cô thấy các bạn cũng rất là quen với cái câu hỏi đúng không? Rất là đơn giản thôi. Mình về mình có thể tự tập hỏi và trả lời. Và mình sẽ nhớ được những cái cụm như thế này. Ví dụ feed the dog, do homework. Những cái cụm rất là cơ bản thôi đúng không? Good job. Now for this one, this is a dialogue. You guys will have to fill in the words for me. Okay? I give you 1 minute to look at from number 1 to number 3. 1 minute to look at from number 1 to number 3. You guys can write your answer in the chat box. Okay? Đối với những bạn nào mà cô không mời ấy, thì tụi con có thể viết vào chat box cho cô. Thì bây giờ cô cho các bạn 1 phút. 1 minute to do this one for me. Let's invite one pair to do number 1 to number 3. One will be A and one will be B. Okay? Let me invite someone. Ok, cô xin mời bạn Danh Lu và Alana. Is it your name, Alana? Alana. Ok, Alana. Yes, Alana. And where is Lu? Lu, can you hear me? Bạn Lu, Lu mở tiếng được chưa? Can you say something? Ok, Alana đợi cô nha. Lu, bạn Lu mở tiếng được chưa nè? Alana đợi bạn một xíu nha. Can you turn on your sound, Lu? Can you turn on your sound? Yes, hello? Yes, ok. So, Okay, Alana. You do in the morning. Wait. So, Lu will be A and Alana will be B. Okay, again, Lu, one more time. Number one. What do you in the Okay, what do you do in the morning? Okay, Alana. I make my bed happy. Hồi nãy, mình phải áp dụng cái kiến thức hồi nãy là bạn làm gì? Bạn sẽ làm gì vào buổi sáng? What do you do? Bạn làm gì vào buổi sáng? Như vậy mình phải có câu trả lời là I do. Ở đây thì nè, tâm để ý nè. Mình không cần phải nói là I do. Ở đây là câu hỏi của mình. Hồi nãy là con học câu hỏi là gì? What does she have to? Thì mình mới trả lời là mình phải làm cái gì đó. Thì ở đây người ta không dùng là have to, mà người ta chỉ hỏi là gì? Bạn làm gì vào buổi sáng? Thì mình không cần phải trả lời là tôi phải làm gì. Mình chỉ cần nói là tôi thường làm gì mỗi sáng. Ở đây con thấy có every morning nè. Thì con có thể điền vào là I always. Tôi lúc nào, tôi thường làm gì, Alana? I always. Tôi thường make my bed. Do you know this phrase? Make my bed nghĩa là làm gì, con biết không? Make my bed. Yeah. After you sleeping, there will be pillows and blankets everywhere. Đúng rồi, yes. Đúng rồi, con dọn dẹp lại cái giường, cái chỗ con ngủ đó, con gắp chăn lại, con để gối lại vào chỗ, đúng không? Đúng rồi, Alana, good job. Thank you so much. Now, one more pair for number 2. Các bạn nhớ là mình làm cái này và mình check đáp án trên cho cô nha. Cô mời Trần Giang, please. Cô mời Giang và Ok, cô mời Giang và Hạnh nè. Giang will be A. Trần Giang will be A, okay? And Hạnh will be B. Can you turn on your sound?
Wait, wait, what? Wait for your friends, okay? Con đợi Hạnh. Can you turn on your sound? Hạnh mở tiếng được rồi đúng không? Yes? Yeah. Okay, so now Giang, you will be A and Hạnh will be B. Again, again, Giang. What does Faith have to do at school? Yeah, what does? Đúng rồi, what does? Good job. What about you, Hạnh? B, Ted? B has go to shopping with his mom. Con phải điền cái gì ở đây? What do you have to fill in here? What does Ted have to do? Ted phải làm gì sau giờ học? Phải làm gì? Thì khi con trả lời, con cũng phải nói là Ted phải làm gì đó. Ted phải đi shopping với mẹ. Thì con phải trả lời phải làm gì đó. Thì mình điền cái gì ở đây Hạnh? Con điền gì? Has. Đúng rồi. Has gì Hạnh? Has thì phải đi với cái gì nữa mới là phải? Has. Has. Has gì? Has gì? Con là phải có một từ nữa. Phải làm gì đó? Phải. Ted phải đi mua sắm với mẹ. Has to. Has to. Yeah, good job. Okay, good job. Now one more time, Hạnh. Ted has to. Ted has to do what, Hạnh? Again, B. Ted. Ted has to go shopping with his mom. Okay, well done. Good job. Now, number three. Cô mời Tuệ Minh and Sophie, right? Sophie. Tuệ Minh will be A and Sophie will be B. Okay? Tuệ Minh will be A and Sophie is B. Yes? Now you can start, number three. What? Ở đây mình có Camilla and Susie. Camilla and Susie. Do Camilla and Susie have to do this morning? Yes, good job. Why do? Wait. Okay, con đợi cô một xíu này. Sophie, wait me, okay? I want to ask Minh something. Why do, but not does. Why? Can you explain to your friend? Because Camilla and Sue. Đúng rồi. Số ít hay số nhiều, Minh? Con đây là số ít hay số nhiều? Là số nhiều. Đúng rồi, số nhiều thì con sẽ không dùng chữ does được. Chữ does chỉ dùng cho he, she, it nè. Hoặc là số ít nè. Đúng rồi, ở đây là mình có Camilla and Susie là two people, right? So you have to say what do. Đúng rồi. Camilla và Susie phải làm gì sáng nay? This morning. Sophie, what is your answer, Sophie? They? Yeah. Họ phải làm gì? They? They have gì? Phải làm gì? Thì con có cụm, một cụm là have gì? Have to. Yeah. Họ phải làm gì, Sophie? They have to? Study for a test nghĩa là gì, Sophie, hiểu không? Do you understand this phrase? Study for a test. Học để chuẩn bị cho cái gì, Sophie? Test có nghĩa là gì, con biết không? Test là. You have to do a test, a midterm test. Do you know midterm test? Final test. Khi mà mình đi học thì mình phải làm những cái bài gì? Kiểm tra. Đúng rồi, good job. Well done, Sophie. Yes, a test, một bài kiểm tra. Đúng rồi, họ phải học bài cho mấy bài kiểm tra đó. Đúng rồi, good job. They have to. Và ở đây mình dùng have to mà không phải has to bởi vì chủ ngữ của mình là they. Good job. Thank you guys so much. Well done. Okay. Now do this one for me. Very easy. Cái bài này mình làm rất là nhanh thôi. Làm một hồi là tụi con thấy tới giờ chơi game rồi đó. Very fast, okay? One friend will do maybe two. Cô sẽ mời một bạn làm cho cô 3 câu đầu và một bạn làm cho cô 2 câu sau nha. Okay, one will do number 1 and number 2 and one will do 3, 4, 5. Okay? Yes, please, Lê Bùi Phương Anh. Can you do number 1 and number 2? Yes. Marissa? Marissa. Ở đây là mình muốn điền được. Always take her dog for walk every afternoon. Ok, ở đây thì đáp án của mình sẽ không phải là always. Cô sẽ giải thích cho anh vì sao nè. Look at the verb, con nhìn vào cái động từ chính cho cô. Nếu mà ở đây mình muốn dùng chữ always thì cái này con vẫn phải chia thì hiện tại đơn đúng không? Thì đây là Marissa, là một bạn nào đấy tên là Marissa. Như vậy động từ của mình con phải làm gì? Phương Anh nhớ không? Cái động từ take của mình con phải làm gì nữa? Con phải có cái gì ở chữ take?
mình phải chia động từ đúng không? Chia động từ cho chủ ngữ số ít. Bởi vì Marissa là một bạn Marissa nào đó nè. Thì bạn Marissa này là dắt chó đi dạo đó. Dắt chó đi dạo vào mỗi buổi chiều. Nếu mà con dùng chữ always thì ở đây mình có chữ take phải thêm s cho cô. Có nghĩa là con phải chia động từ. À, như vậy rõ ràng ở đây chắc chắn không thể là always hay là usually hay là never được. Chắc chắn con sẽ loại cả ba đáp án luôn. Bởi vì chữ take của mình chưa chia động từ. Thì ở đây chắc chắn con không được điền những cái tờ cụm từ đó. Như vậy là mình phải điền cái gì Phương Anh? What do you have to fill in here? Maria has to Ok, has to. Các bạn nhớ nha, bởi vì sao? Sau has to, cái cụm động từ này tụi con không chia động từ. Sau to là mình không chia động từ. Đó là lý do vì sao mình phân biệt được tại sao mình chọn has to mà không phải là always hay là usually hay là never. Ha, bởi vì sao? Has to, sau has to là cái cụm động từ đấy, các con không chia động từ. À, còn nếu mà con chọn always thì đáng lẽ chữ text này nó phải chia động từ. À, nó phải là text her dog, ok? Cho nên là ở đây nó không chia động từ thì chắc chắn đáp án của mình phải là has to. Yes, number two, Larry. Phương Anh, number two, Larry. Larry. Ở đây thì con thấy chữ helps. Larry always helps his parents at the school. He helps them every day. Okay, why always but not usually or never? Tại sao con lại chọn always mà không phải là usually hay là never? Them every day. Đúng rồi, every day, ngày nào cũng giúp bố mẹ hết, ngày nào cũng giúp hết thì đương nhiên phải là lúc nào cũng là 100% rồi đúng không? Mỗi ngày luôn mà. Always, good job Phương Anh. Well done, good job. Thank you so much. Now I want to invite Hữu Khánh, please. Hữu Khánh, can you do number 3 and 4? Okay, 3 and 4. Paolo? Usually. Good job. Why usually but not never? Why? Because do you know the meaning of the word usually? Usually in Vietnamese. What is the meaning of usually? Thường. À, thường đúng không? Lúc nào là always còn usually là thường. Như vậy là Paulo thường học bài cho bài kiểm tra ở nhà. Nhưng mà hôm nay thì sao Khánh? But today. Nhưng mà hôm nay thì bạn học ở đâu? But today. Em đang học ở nhà bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là thường xuyên là lúc nào cũng học ở nhà. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ nè. Hôm nay thì học ở nhà bạn của mình chứ không có học ở nhà nữa. Cho nên là chắc chắn không phải là never được rồi. Tại vì never là chưa bao giờ học mà đúng không? Thì ở đây là ghi là học ở nhà bạn. Thì như vậy never là không đúng. Good job. Number four. What about number four, Khánh? Number four. Tommy and Todd. Have to go to basketball practice at 4. Okay, let's see the answer. Let's see. Good job. Have to. Ở đây thì mình sẽ không thể nào mà nói là never được đúng không? Bởi vì never go at 4. Nếu mà đã nói là không bao giờ chơi thì ít khi mà mình thêm thời gian lắm. À, ở đây nó chưa rõ. Chưa rõ để mà mình có thể nào dùng được cái chữ never. Tuy là never thì con dùng vẫn có thể là đúng cấu trúc đó, nhưng về nghĩa thì nó chưa đúng. Ok, good job, Khánh. Well done. Now the last one, cô mời Xuân Đức, please. Can you do number 5 for me? Can you do number 5? Ok. Mary never make her bed. Her mom is not happy. Ok, again, makes. Ở đây con thấy có chi động từ thì Đức nhớ cho cô là makes nha. Ok, never makes her bed. Guys, remember, những cái từ nào các con chi động từ thì tụi con phải đọc rõ ra để người ta biết là mình đã sử dụng đúng cấu trúc, mình đã biết chi động từ. Nếu mà mình chỉ nói là Mary never makes her bed, người ta sẽ nghĩ là mình chưa chi động từ, mình chưa có hiểu về cái hiện tại đơn. Ok, ở đây tại sao mình lại chọn never, guys? Because you can see the next sentence. Her mom is not happy. Mẹ không có vui về điều đấy. Nếu mà ở đây ví dụ như là cái câu này là câu đứng đầu đi, tụi con chưa chọn những cái từ như always với never đi, always với usually đi, thì tụi con thế vào thấy cái nghĩa của nó sẽ không đúng nè. Mary lúc nào cũng dọn giường, mẹ cô ấy không vui về điều đó. À, nếu mà mình dọn giường thì đáng lẽ mẹ mình phải vui đúng không? Mình biết làm việc nhà là mẹ phải vui đúng không? Sao mà mẹ lại not happy được?
à, cho nên ở đây chỉ có never là hợp lý nhất này. Mary never makes her bed. Her mom is not happy. Okay, good job. Now I want to invite one friend to read again the five sentences for your friend. Okay, read again. Okay, Tường Vy, please. Tường Vy. Tường Vy, can you read from number 1 to number 5 for your friends? Tường Vy đọc cho cô nghe các câu từ số 1 đến số 5 cho các bạn nghe nè. From number 1 to number 5. Marissa has to take her dog for a walk every afternoon. Good job. Larry always helps his parents after school. Mm-hmm. He helps them every day. Good job. Paolo? Paolo usually studies for his test at home, but today he's studying at the friend's house. Good job. Sammy and Todd have Sammy and Todd. Sammy and Todd have to go to basketball practice. Mm-hmm. Practice at 4 o'clock today. Good job. Mary never makes her bed. Mm-hmm. Her mom is not happy. Good job, V. Thank you so much. Well done, well done. V đọc rất là tốt đấy. Con có để ý max nè, để ý âm cuối đó là tốt. Good job. Ở đây thì có một vài cái cô muốn giải thích cho các bạn. Ví dụ như là basketball practice. Hôm trước mình đã học rồi, các bạn nhớ không? Mình đã học những ngày trước đó. Soccer practice, nghĩa là cái buổi tập bóng đá. Thì đổi lại mình có buổi tập bóng rổ. Những cái môn thể thao mình chơi thì thường mình phải tập luyện đúng không? Thì mình có ở đây là buổi tập bóng rổ nè. Basketball practice. Okay. What else? À, ở đây thì cô giải thích thêm cái này cho các bạn nào mà mình đã học về thì hiện tại tiếp diễn nè. Ở đây thì mình thấy ở đây người ta sử dụng cái câu này ở hiện tại tiếp diễn bởi vì sao? À, ở đây hiện tại tiếp diễn thì cô sẽ giải thích một xíu cho các bạn nghe. Hiện tại tiếp diễn có nghĩa là tụi con sẽ miêu tả một cái việc gì đó đang xảy ra. Ví dụ như cô với tụi con nè. We are studying English. Chúng ta đang học tiếng Anh nè. We are studying English. Ok, thì cô thấy hồi đầu ấy, lúc mà các bạn chưa học hiện tại đơn, nhiều bạn cũng hay tự thêm in vào động từ mà mình vẫn chưa hiểu vì sao, đúng không? Thì ở đây, đây là cái cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn. Nó dễ hơn nhiều. Tụi con chỉ cần dùng am, is, are cho đúng nè. Tùy vào chủ ngữ, có cái mình dùng am, I am nè, she is nè, Mary is nè, đúng không? We thì phải là we are nè, cộng với động từ thêm in. Đó, là mình đã thành ra hiện tại tiếp diễn rồi đó. Có nghĩa là tụi con miêu tả cái việc gì đó đang xảy ra thì có phải ngay bây giờ ngay lúc này là tụi con đang học tiếng Anh với cô nè. We are studying English. We are studying English. À, nhưng mà ở đây tại sao mình vẫn dùng hiện tại tiếp diễn? Why? Paolo thường học cho bài kiểm tra ở nhà, nhưng mà hôm nay anh ấy lại học ở nhà bạn. À, today. Ở đây thì mình thấy là nó cũng chưa có rõ nghĩa là đang diễn ra, nhưng mà tại sao mình vẫn dùng? Bởi vì hiện tại tiếp diễn còn có một công dụng nữa. Ngoài cái việc là tụi con miêu tả cái việc đang xảy ra, nó có một việc nữa là miêu tả một cái sự việc mang tính chất tạm thời. Tạm thời là sao? Thì các con thấy nè, Paolo lúc nào cũng học ở nhà, nhưng mà hôm nay tạm thời là bạn ấy không học ở nhà, bạn ấy học ở nhà bạn, friend's house. À, như vậy khi mà các con muốn miêu tả một cái việc gì đấy thì xảy ra tạm thời thôi. Có nghĩa là nó không xảy ra lúc nào cũng xảy ra, nó chỉ tạm thời ngay lúc một lúc nào đó thôi. Thì mình sẽ dùng cái câu này. Cô ví dụ một cái là tụi con dễ hiểu hơn nè. Ví dụ cô có câu là This weekend Mary is staying with her aunt. À, thì đây mình có một câu này. Ở đây thì tụi con thấy là để mà nói rõ hơn về cái việc là today á, thì thực ra không phải là today thì mình được quyền dùng, mà ở đây cái this weekend là cuối tuần này, có nghĩa là chưa đến cuối tuần đi, mà là cuối tuần này thì Mary sẽ ở với dì của bạn ấy. Thì ở đây tụi con cũng dùng thì hiện tại tiếp diễn bởi vì sao? Bình thường thì Mary phải ở đâu mọi người? Mary will stay with her parents, right? Bình thường thì Mary sẽ ở với bố mẹ, ở nhà của Mary, đúng không? Nhưng mà có thể là cuối tuần này Mary đi đâu đó chơi, qua nhà dì, nên là sẽ ở với dì vào cuối tuần này thôi. Chỉ cuối tuần này thôi, còn sau cuối tuần có nghĩa là Mary sẽ quay về nhà lại. Thì cái việc này nó diễn ra mang tính chất tạm thời thôi. Chỉ có lúc cuối tuần đó thì Mary ở với dì, còn lại là Mary đó giờ là ở với bố mẹ, ở nhà của mình.
Cho nên là con phải dùng cái thì hiện tại tiếp diễn ở đây, vì hiện tại tiếp diễn là nó còn có mang, nó còn có công dụng này nữa, là miêu tả một cái việc điều đó mang tính chất tạm thời, thì các bạn dùng cho cô cái thì hiện tại tiếp diễn này. À, ngoài việc miêu tả các việc đang xảy ra. Ok, good job. Good job everybody. We almost play game today. Almost. The last one before we play game, the last task to do. Trước khi mình chơi game thì mình có một cái task cuối cùng. Very easy. Những cái bài này rất là dễ đúng không? Các bạn làm rất là nhanh thôi. Okay? Look at the chart. Look at the chart. Cái biểu đồ đó, cái đồ biểu đồ này, cái timetable này. Look at the chart and you write sentences about Leo. So you have number one, make his bed already. You still have three more. Cleans his room, does his homework, washes the dishes. Ở đây thì các bạn thấy là gì? Người ta rất là tốt, người ta đã cho chia động từ sẵn cho mình luôn rồi. Ở đây mình đã được chia động từ sẵn luôn rồi. Không cần phải mà suy nghĩ coi là phải thêm S hay ES hay là không thêm. Người ta đã chia sẵn cho mình. Mình chỉ việc nối vào. Chỉ cần dùng cho cô cái gì? Adverbs of frequency. Các con chỉ cần suy nghĩ ra cho cô cái adverb of frequency nào thì con nên dùng. Adverbs of frequency. À, adverb of frequency các bạn nhớ mà đúng không? Những cái mà mình đã làm hôm bữa giờ, sometimes, never, usually, often, rarely đó. À, thì bây giờ mình chỉ cần suy nghĩ cái thích hợp để mình điền vào thôi. Người ta đã làm cho mình cái số 1 rồi thì mình từ đấy mình lại suy ra tiếp cho cô. Okay? Nambin, can you do number 2 for me? Number 2. Cleans his room. Which adverb should you fill in here? Which adverb? Always. Always. Now let's see the answer. Okay, let's see the answer. Are you sure always? Sure. You want to change your answer? Mình có muốn thay đổi đáp án không? Hay là con chắc chắn là always? Are you 100%? So what is your answer now? What is your answer? Usually. Ah, can you read the whole sentence? Mình đọc cho cô nghe cả câu nè. Again, again. Con đọc cả câu cho cô nghe. The whole sentence. Leo, Leo. Leo chooses do his homework. Ah, number two, number two. Number two thì con phải làm cái này nè. Như vậy thì mình in phải... his room. Ah, okay. So Leo usually cleans his room, not always. Okay, good job, Bình. Đúng rồi, ở đây phải là usually. Bởi vì sao con thấy ở dưới mình vẫn còn một cái là lúc nào cũng đi, lúc nào cũng làm hết. Ở đây là bạn làm full luôn từ thứ 2 đến thứ 6. Thì ở đây nó mới là gì nhỉ? Diệu Linh, can you help me with number 3? Can you help me with number 3? Number 3 is... Read the whole sentence, Leo. Leo homework every day. À, ở đây mình sẽ không dùng những cái cụm everyday mà con phải dùng những cái cô những cái adverb, những cái trạng từ chỉ về cái tần suất, ví dụ như là always hay là never hay là sometimes hay là rarely chẳng hạn, những cái mà mình đã từng học đó. Linh nhớ không? Thì ở đây con thấy dấu tick nè. Con look at the tick everyday. Ở đây con thấy dấu tick là nó diễn ra là tần suất là coi như là chắc chắn ngày nào cũng làm luôn rồi nè. Từ thứ 2 tới thứ 6 là ngày nào cũng làm hết. Thì ở đây theo con mình nên điền từ gì? Which adverb? Từ nào để thể hiện là lúc nào cũng làm hết? Lúc nào cũng làm hết. Thì Linh nhớ không? Which verb? Which adverb? It starts with the letter A. It starts with the letter A. Hồi nãy giờ mình đã gặp mấy lần rồi đó. Chị Linh thầy nhớ không? Hồi nãy giờ mình có gặp cái từ từ đấy mấy lần rồi đó. Which adverb? Which adverb? Yeah, yeah, your sister, right? Or your friend? She has the correct answer. Why is my sister? Yeah, so you have the correct answer. Yes, that is always. Okay, good job, both of you. Good job, well done. Thật ra ở đây, Diệu Linh dùng everyday là cũng chính xác luôn đó. Everyday là chính xác. Theo như cái điểm này thì mình dùng everyday là chính xác. Nhưng mà chỉ là chưa đúng yêu cầu thôi, bởi vì mình cần phải điền cho cô cái adverbs. Okay, good job, both of you. Well done. Now the last one. Yes, Song An, please. Number 4. Can you do number 4? Leo. Leo. Wash. Leo never washes the dishes. Good job. Exactly. Never. Because you can see no tick. No tick. À, không có một dấu tick nào hết. Leo là chưa bao giờ rửa bát hết. Đúng rồi. Bởi vì không có một dấu tick nào hết. Good job, everybody. Good job. Okay. Well done, you guys. So this one will be your homework later. Okay, next week you will have to do that one.
tuần tới thì cô mới đưa cái bài đấy cho mọi người làm. Còn bây giờ thì các bạn cứ làm cho cô cái video của cái cuộc thi Super Kid, là cái đấy là cái homework của mình tuần này. Okay, so you guys, are you guys ready to play game today? Are you guys ready? Who's ready? Please raise your hand. Please press the raise hand button. Press the raise hand button. How many people are ready? So look at this one. I think you guys know which topic. Can you guys see the screen yet? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô không? Can you guys see the screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Okay, so today this is gonna be the mode. Today's mode will be fishing frenzy. This one is actually pretty easy. Cái này cũng dễ lắm mọi người. Cái này là con chỉ cần câu cá thôi. Thật ra là chỉ câu cá, mình câu đúng thì mình có cá, mình không câu đúng thì mình trả lời sai thì mình sẽ không có cá. Thì bạn nào câu được nhiều cá nhất trong thời gian quy định thì sẽ là người chiến thắng. Very easy, okay, very easy. Ở đây thì cô nhớ nè các bạn nè. Các bạn nhớ là mình chơi ở trong cái link mà cô gửi đó, chứ các bạn không có chơi ngay cái màn hình của cô, các bạn không có coi cái màn hình Zoom của cô nha. Các bạn coi cái chỗ mà cô, cái link cô gửi đó. Mình bấm vào rồi mình đứng đó mình đợi, hoặc là mình có thể quay qua quay lại, chứ không phải là mình chơi ở màn hình của cô. Các bạn đừng có nhìn màn hình của cô nha. Okay, don't look at my screen. Cái này rất là dễ, very easy, because there are only about 28 questions. So mình sẽ chơi hai game. Thì game này mình chỉ chơi trong khoảng 4 minutes. Có nghĩa là 4 phút thôi, bởi vì câu hỏi nó không có nhiều. There are not a lot of questions in here. Oh, why? How can I write number 4? Okay. What? Why always one? Ah, wait me guys. I will have to do this. Okay, 4 minutes. 4 minutes for this game. Then there will be another game longer. Okay. So in, nếu mà bạn nào mà lúc bắt đầu chơi mà muốn coi cái hướng dẫn á, người ta chỉ á, thì các bạn quay qua cái màn hình của cô. Nhưng mà vừa hết hướng dẫn xong mà các bạn quay về cái link của các bạn liền nha. Chứ không có chơi ở màn hình của cô nha. Hôm bữa có nhiều bạn lộn là chơi ở màn hình của cô á. Cho nên là các bạn hay đứng đợi ở màn hình của cô hoài à. Cho nên các bạn nhớ là mình chỉ coi cái màn hình của cô lúc đầu để coi mình cách chơi thôi. Coi cách chơi thôi nha mọi người. Okay. Okay, now very fast. I will put the link in the chat box. Okay, just need to... Are you ready? Now this is the link, guys. This is the link. Here's the link. Press the link and then wait there. Press the link, set the nickname, then wait in the lobby. Okay? Mình chỉ cần bấm vào cái link cho cô này. Xong rồi mình set nickname. Đúng rồi, yes, very fast. Set nickname thôi, rồi mình đợi, mình chọn avatar. Nhưng mà avatar thì chỉ có mấy bạn đầu được chọn thôi, đúng không? Mấy bạn sau là mình phải dùng cái color, mình không có được chọn nữa. Well, very fast, guys. Very fast. Like I said before, Blockit only allows 60 players. Blockit only allows 60 players, okay? So you have to be very fast if you want to play the game. You have to be very fast, okay? Yes, today you guys are very fast. Good job, everybody. Good job. Write your name. Yeah, good job. Mm-hmm. Wow, 51 already. Good job. Very fast, guys. Very fast, guys. Let's wait until 60, okay? Let's wait until 60. Okay, ở đây thì cô thấy nó đang bị stop nè, không biết là các bạn có bị gì không. Thì đây cô sẽ copy cái ID. Thực ra thì các con bấm vào cái link ấy thì không cần có ID đâu. Nhưng mà nếu mà lỡ mà các bạn cần ID thì các bạn bấm vào. Các bạn nhớ là nếu mà nó để là full, nếu mà tụi con nhìn thấy cái chữ full có nghĩa là đã đầy rồi á, thì mình sẽ không được chơi, bởi vì mình đã chậm hơn các bạn đó. Cho nên nếu mà thấy chữ full thì các bạn sẽ bị đầy rồi. Okay, 58 players already. Wait for 2 more friends. Okay, let's wait a little bit more. Mình đợi thêm một xíu nha mọi người. Wait a little bit more. So today's topic will be about movies. Movies. Về phim ảnh. Thì ở đây chắc chắn là mình không cần phải là giỏi tiếng Anh lắm mình mới biết được nhiều phim, đúng không? Các bạn chỉ cần nhớ tên. Cái này là cũng do là mình có biết cái phim đó hay không thôi. Những cái topic cô chơi, cô cho các bạn chơi thì tùy thôi. Tùy mình có nhớ được cái tên cái đấy không? Tên cái bộ phim đấy không? Nhiều khi mình coi mà mình cũng đâu có nhớ tên, đúng không? 58 already. Wait for 2 more minutes. Okay, 2 more minutes. Bạn nào nhưng mà các bạn nhớ là mình chơi một link duy nhất thôi. Một link duy nhất thôi. Cho nên là bạn nào mà chơi hai link, có vào hai lần thì các bạn out ra bớt một cái. Các bạn bấm tắt đi một cái cho cô. Mình không cần phải chơi hai cái đâu. Okay.
Good job, everybody. 58 players. Let's wait a little bit more. Let's wait a little bit more. Để coi là các bạn nào còn vào được một xíu nữa không? 59. If it is 60, I will start the game immediately. If it is 60. One more. Who can join the room? Who can join the room? Khi mà chơi cái này thì cô cũng nói là nó tùy vào cái mạng của tụi con rồi đúng không? Cái mạng của mình mà yếu giống như cô hôm bữa cô bấm chơi thử đó. Cái mạng cô yếu nên nó chậm lắm. Nó bị chậm, nó bị văng ra nhiều lắm. Cho nên là cũng tùy vào mạng của mình nữa. Ok. Ok, bây giờ thì cô sẽ đợi thật sự nha. One more minute. One more minute, ok, một phút cuối cùng nha. Ok, cô sẽ không đợi đủ nữa mà cô sẽ đợi một phút cuối cùng. One more minute, guys. Ok, I will start the game right now. The game will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start now. Bạn nào mà muốn coi cái instruction, cái hướng dẫn thì bây giờ bấm qua Zoom của cô nè, bấm qua bên cô để coi nha. Còn vừa coi xong là tụi con quay lại cái link của tụi con liền nha, chứ mình không có đứng đợi ở chỗ của cô nha. Như cô đã nói đó, dễ lắm, tụi con cứ bấm thôi, tụi con cứ câu cá thôi. Mình trả lời câu hỏi đúng là mình được cá, còn mình không trả lời đúng thì mình câu lại. Very easy. Good luck. Now start, guys, start. Ok, các bạn quay về cái link nha, quay về cái màn hình link mà các bạn đã vào đó, các bạn nhớ nha, không coi ở màn hình của cô nữa nha, màn hình của cô không có game đâu. Cô thấy chưa, bạn nào trả lời đúng nè. Yeah, đó, đấy, Hà Sa đã trả lời đúng được rồi đấy. Yes, so this is the movies, right? The movies, the names of the movies. Ở đây bạn nào mà coi nhiều phim tiếng Anh nè, thì các bạn sẽ có thể nhớ được đúng không? Nhưng mà đôi khi mình coi mình cũng chưa chắc mình có nhớ được cái tên phim rồi đúng không? Let me turn on some music, okay? Let me turn on the music. First place right now is Hải Đăng. Wow, 391. Next one. Ở đây là tụi con câu cân nặng con cá đó. Bạn nào mà câu được số cân nhiều nhất là bạn đã thắng hết. Remember, only 3 minutes left, okay? 3 more minutes. Some 665. Wow, 2,900. That's a lot. Maybe Maxon will be the winner, right? He has a lot of pounds. 3,000. Wow, you're so good. Oh, a lot of fish, guy. A lot of fish, right? Feeding frenzy. Wow, dang. Versus second place. Who can beat Maxon? Maxon is 7,000. How many minutes left? One minute and 45 seconds, guys. Wow, you guys have a lot of fish today. Over one more minute. One more minute, guys. Ở đây cô thấy là như các bạn câu con sứa là hình như bị gì hả ta? What's wrong with the jellyfish?
30 more seconds, guys. 30 more seconds. I think no one can beat Maxon, right? I think no one can beat Maxon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You guys definitely know the winners, right? It's definitely Maxon. Wow, a lot of pounds. Ở đây là các bạn thấy đơn vị. Ở đây mình đọc là pounds. Pounds. Pounds là một cái đơn vị là nó giống thay vì một ký. Tụi con có kilogram, right? Kilogram. Một ký. À, thì ở đây mình có pounds. Okay, 1 pound will be 0.45 kilogram. 1 pound thì sẽ bằng 0.45 ký. À, thì đây là một cái đơn vị mà người ta thường dùng ở bên Mỹ, ở bên Anh á. Người ta dùng cái đơn vị này để đo về cân nặng. Cân nặng người ta sẽ ít dùng kilogram giống như Việt Nam mình. Ví dụ bao nhiêu ký, tụi con sẽ dùng pounds nhiều. À, ví dụ như ở đây là 215.000 pounds này. Okay, wow, that's a lot of fish. Now, who is Maxon? Can you write in the chat box for me? Who is Maxon? How can you get a lot of pounds? Ở đây thì cô thấy là bỗng nhiên là Maxon lúc có một lúc là con được you are Maxon. Yeah, I can see Maxon now. Let me can you tell your friends how did you play the game? Now Maxon kể cho mọi người nghe là con chơi như thế nào mà bỗng nhiên cô thấy là con được một cái rất là nhiều fish đúng không? Hay là con câu được cái con gì rất là đặc biệt hả Maxon? Dạ không, con câu mấy con bình thường thôi. Con câu bình thường nhưng mà cô thấy là con làm rất là nhanh đúng không? Cái này là con trả lời rất là nhanh đúng không? Yeah. Ừ, cho nên là Maxon rất là hay nè. Các bạn thấy không? Bạn Maxon bỏ xa mọi người rất là nhiều. À, như vậy là cô cứ nghĩ là con câu được một con cá nào đó rất là to hay gì đó. Cho nên là con được cái số lượng cá rất là nhiều. Nhưng mà thật ra là do con là trả lời nhanh đúng không? Trả lời đúng với nhanh thì mình sẽ được nhiều cá. Yeah. Yes, good job. Tất cả những câu mà con làm là con đã đúng hết, không sai một câu. So you watch all of the movies? You watch all of the movies? No. Ừ, con như vậy là hết. Nhưng mà con vẫn trả lời đúng được à? Con sai một câu. À, như vậy là những cái bộ phim còn lại là Maxon đều coi hết luôn rồi. You have watched all of those. Wow, very good. Wow, that's really good job. Như vậy lát nữa cũng có thể là cô sẽ nhờ Maxon chỉ cho các bạn cái bộ phim, những cái bộ phim mà con nói nha. Nếu mà mình không vào được thì có thể là do mạng của con, một là con bị lắc, hai là con vào không được là bởi vì mình bị full người như cô có nói đó. Only 60 players can play. Only 60 players. Okay, only 60 players can play. Ừ, ai bạn nào vào được là good. Các bạn nhớ đảm bảo cái mạng của mình top 4. Wow, Sa, yeah, you are top 4. That's really good. It's about the movie right there. This is the top. And you are in top 5. Blue, Zhang here, Linda. You guys, about Hannah, you're in 14th place. Có nhiều bạn thì cô nghĩ là không trả lời được, đúng không? Yes, so you guys cannot play the game. Mm-hmm. You cannot play the game. There's something wrong, right? Good job, guys. Now take a look at the movies. Take a look at the movies. You guys know this movie? Thật ra là cô có từng coi mà cô cũng không nhớ tên những cái bộ phim này. I don't remember these movies. Have you guys watched this movie? Yeah, mình chọn đại đúng không? Ừ, đúng rồi, có nhiều câu mình đâu có nhớ. Cô có coi rồi mà cô không có nhớ tên. I don't remember the movie names. Onward. Ah, I think everybody knows. Do you guys know this movie? Do you guys know this movie, guys? You haven't watched anything? Yeah, yeah. Your name is Harry Potter, so you must watch Harry Potter. Yes. Yeah, Home Alone. Good job. It's Home Alone. Yeah, there are about 3 seasons. Mạng cô hả? Cô nghĩ là mạng của mình á. À, cái game này là do mình tự vào. Tụi con không nghe cô rõ hay sao? You cannot hear me clearly. Các bạn nghe cô rõ không? Yeah, Home Alone. This is a movie. Very famous movie. À, như vậy là bởi vì ở bên nhà cô đang mưa đó nên có thể là các bạn nghe cô không rõ. Okay, I will try to speak loudly. Cô sẽ cố gắng nói to hơn một xíu nha. Yeah, Home Alone, phim hay lắm. Các bạn nào mà chưa coi, các bạn có thể kiếm mà coi. Very famous, đúng rồi. Thật ra thì tụi con bây giờ thì ít nha. Hồi xưa là cô xem từ hồi cô còn bé. Hồi cỡ tuổi các con là cô đã xem. Do you guys know this movie? Have you guys watched this one?
Yeah, it's raining at my house. Jumanji. Jumanji. A very famous movie. Jumanji. Okay, Jumanji. Các bạn này là những bạn bị biến thành, bị hút vào một cái video game á. Các bạn bị hút vào một video game. Và đây là những cái nhân vật ở trong game nè. A very cool movie. You guys should watch this one. Jumanji. This one. Cái này cô nghĩ các bạn ít coi lắm. You guys know this one? You guys watch Avengers? You guys watch Marvel? You guys know Marvel Avengers? Tony Stark? Yeah, someone named Tony Stark in our class? Yeah, everybody knows Tony Stark, right? You guys know about Marvels a lot. You should watch this movie, Thuy. It's a very great movie. Superheroes. Yeah, Tony Stark, Thor, right? A lot of movies. This one. Cô nghĩ bộ phim này cũng ít bạn biết này đúng không? You guys know this movie? Night at the Museum. Hồi đấy thì cô coi nhiều nè. Ok, bây giờ mình còn 7 minutes. Bây giờ cô dẫn cho các bạn chơi một cái nữa nè. You guys know this movie? I love this movie. The Incredibles. Yeah, a great movie. You guys should watch this one. Gia đình siêu nhân ấy. The Incredibles. Cái này là từ hồi cô còn bé xíu là phim này đã có rồi. Phim này nó còn lớn tuổi hơn cô nữa cơ. Phim này nó có nhiều dạng lắm. Phim này thì chắc là các bạn cũng ít coi nè. Các bạn cũng coi nhiều. You guys know this one? Very touching movie. Một bộ phim rất là cảm động. Very touching movie. Yeah, Sophie, Squid Game. Yeah. Squid Game is very famous right now. I forgot the name. Let me, cô cũng quên mất tên. Coco. Yeah, Coco. Very touching movie, right? Yes. Shazam. What else? Do you guys know this one? Cái này của Disney nè. Emoji. Okay. Những cái phim này thì nhìn nó hơi lạ hơn một xíu. Cái này thì cô nghĩ các bạn cũng biết nhiều nè, đúng không? You guys know about this movie? You should go look for movies. A very great way for you to learn English is that you should watch a lot of movies. Okay. Một cách để tụi con học tiếng Anh rất là tốt đó chính là tụi con coi nhiều phim ấy. Mình coi phim cho bằng tiếng Anh ấy, mình không cần phải đọc phụ đề bằng tiếng Anh. Tụi con chỉ cần nghe người ta nói thôi là từ từ nó sẽ thấm vào đầu mình nè. Okay, watch a lot of movies in English or watch the videos in English is a great way for you to learn English. Okay? Yes, Shazam. Everybody knows this. And of course, you know this, right? Harry Potter. Very famous movies. Okay, you guys remember Despicable Me? Minions. You guys call these yellow things minion, right? Minions. And the last one. Cô nghĩ phim này bây giờ cũng rất là nổi tiếng, các bạn coi cũng nhiều đúng không? Hotel. Con không. Wait. You should watch movies and listen to English songs. Mình coi nhạc nhiều, mình coi phim nhiều cũng là một cái cách để mình tụi con học tiếng Anh rất là nhanh á. Okay, it's a fast way to learn English. I used to learn by movies and listening to music when I was younger. Good job, guys. Okay, now last game. Only 4 minutes. Okay, bây giờ bạn nào ở lại chơi được thì các bạn ở lại chơi nha. Okay, cũng là một chủ đề hơi liên quan một xíu thôi. Đó là bài cartoon characters. Có thể là hôm nay mình sẽ kết thúc hơi muộn một xíu. Okay, a little bit later. Maybe 9:05 or 9:10. Okay. Như cô đã nói thì the same one. Okay, we only discover one game mode a day. Mình chỉ khám phá một cái game mode một ngày thôi để mình để dành cho nó nhiều. Sau này mình chơi được nhiều cái hơn. One game mode a day. So we can still continue to play Fishing Frenzy. But different topic. Okay, but different topic. So for this one, there will be 7 minutes because there are 80 questions. Okay, there are 80 questions. Okay, let me do it quick. Wait me, guys. Okay, I turn off the chat box. Okay, and now please, guys, press in the link for me now. Okay. We already play cafe. So we're gonna play a different one today, okay? Khi nào mà mình chơi hết các game mode ấy thì cô sẽ quay lại cho tụi con chơi những cái game mode cũ, okay? Yes, very fast guys, good job!
movies. You guys can learn about characters in this movie, in these movies. Ở đây thì chủ yếu là phim hoạt hình thôi. Ở đây thì người ta chỉ cho mình chọn lựa phim hoạt hình thôi. Nếu mà bạn nào mà không vào được cái link cô gửi thì các bạn phải bấm ID đó. Thì các bạn bấm vào cho cô nha. Nếu mà tụi con cần thôi, cần ID mà cô thấy cái link đấy thì nghĩa là không cần đúng không? Nhưng mà cô vẫn gửi cho chắc ăn nha. 54 already. Okay, 6 more, 6 more. 6 players more. Yes, 55. So there are 80 questions in this one. Okay, you have to choose the character, the cartoon characters. Bạn nào mà coi nhiều phim hoạt hình mà nhớ được tên là rất là hay đó cô. Thì cô coi phim chứ cô không nhớ được tên nhân vật của phim hoạt hình đâu. Cô chỉ nhớ được hơi hơi thôi. Some, only some names. Để cô xem thử lần này là bạn nào trả lời. Để coi là Maxson, can you do this one? Cô thấy là nhớ tên là còn khó hơn nhiều để nhớ bộ phim ấy. Mình biết phim đấy là phim gì nhưng mà để nhớ được tên là cũng rất là khó đúng không? 57, one more minute, okay, one more minute. Hôm nay thì mình kết thúc lớp hơi trễ một xíu nha mọi người, okay, a little bit later, maybe 9, 10, after finishing the game, okay, after finishing the game. 59, ready, one more, who want to play the game, one more please. I will wait one more minute, okay, cô đợi một phút nữa nha, one more minute. Okay, 60 already. One more, who want to play the game? Join the link, okay? Pressing the link. Thirty more seconds, guys. 30 giây nữa cô bắt đầu game nha. 30 more seconds. 59, 60. Can it be 60? Okay, the last 10 seconds, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'll start the game immediately. Okay, you guys know how to play, right? You guys know how to play already? There are some crazy things. Ở đây cô thấy nó ghi là watch out catching crazy things. Có nghĩa là sẽ có đôi khi tụi con bắt những cái gì mà mình bị trừ điểm đúng không? Tại vì cô thấy nó ghi là be careful for what for catching crazy things. Okay, who's Maxson? Wow, you're very good at movies, right? Oh, Dũng. Wow, good job, Dũng. You're in first place now, Dũng. You're in first place. I will announce who is in the first place, okay? And second place too. Zheng Zhang, you're in second place, okay? Zheng Zhang, you're in second place. Dũng is the first place. Đăng Khôi, you're in the first place. You're in the first place. Vi Cường is in the second place. Wow, Bảo Hà, you're in the second place now. Try your best. Today. Wow, now Diệu Linh is top 2. Diệu Linh, you are in top 2. Still Đăng Khôi in the first place. Đăng Khôi, you're in the first place. Try your best. Hải Đăng, you're in the fourth place. Fourth place, top 5. Wow, Thủy, you are in the top 5 today. Hôm nay là Thủy được lên top 5 rồi nè. Minh Dũng, you are in top 6, okay? Now Đăng Khôi, Hùng Dũng, you are in top 2. Wow, Đăng Khôi have 17,000. Bạn nào mà muốn lên top 1 là bây giờ các bạn phải làm trả lời rất là nhanh. Bởi vì Khôi đang trả lời đúng hơn nhiều nè. Thì các bạn phải trả lời nhanh hơn nhiều, okay? You have to be fast. Wow. Chấn Phong.
thôi, không cần tìm ra thôi. Việt Phương are in top 3 now. Đức Tiến, you're in top 4. And Diệu Linh, you're still in top 5. Now Đức Tiến is in first place. Là lên xuống. Đức Tiến, you are very good at playing games. Last time you were in top one once, right? I remember that. Now Đức Tiến, you have 40,000 pounds. Good job. Trấn Phong, right? Is it your name Trấn Phong? I'm sorry if I pronounce your name not correctly. Bây giờ bạn Trấn Phong là đang có 26,000 rồi nè, 26,000. Cách bạn Đức Tiến 14,000 đúng không? Là bây giờ mình phải cố gắng trả lời nhanh, nhanh và đúng nhiều thì mình mới có cơ hội mình beat Đức Tiến được đúng không? Lan Hương, your name is Lan Hương. Wow, Giang, you are in the top 3 now, 24,000. And Đức Tiến, you still have 40,000. Ah, Hoàng Giang, you are 33,000 now. You are in the second place. You are in the second place. Hàng Giang con được hạng nhì rồi nè. 33,000 rồi, cách Đức Tiến 7,000 thôi. 7,000. Wow, top 2, Hoàng Giang, Trần Giang top 3. Bảng xếp hạng của mình thay đổi rất là nhiều đúng không? I wonder is there any kudo shinichi in the characters? Cô không biết là ở trong cái câu hỏi của mình có kudo, có nhân vật kudo shinichi không ha? Let's see. Đức Tiến still top 1 with 41,000 and Giang you are in top 2 with 33,000. Trần Giang, you are in top 4 now. 32,000 and Việt Phương now is in top 2, 37,000. Ở đây top 4 của mình là top 5 của mình, top 6 luôn ấy. Các bạn cũng đang rất là sát sao. Trần Giang, bây giờ Trần Giang là thua Đức Tiến có xíu thôi. Wow, Linda, you're in top 1, 48,000. Đức Tiến, 56,000. Wow. It changed continuously. Bây giờ bảng xếp hạng của mình thay đổi rất là nhanh nè. Linda lại là top 1 nè. 67,000. Try your best, Trần Giang. You are 59,000. Linda is 67. Okay, Linda is in top 1 right now. Remember, guys, one more minute and 40 seconds. Okay, one more minute and 40 seconds. Wow, Big Phương, you're in top 1. You're in top 1. 73,000. Big Phương bây giờ được top 1 rồi nha. 77,000. Okay. Okay. One more minute, guys. One more minute. Một phút nữa thôi. Các bạn cố lên. Bây giờ mình phải trả lời nhanh hơn, đúng không? Mình mà muốn có cơ hội thắng nhiều là phải trả lời đúng và nhanh để mình trả lời được nhiều câu, bắt được nhiều cá hơn. Now, Đức Tiến in top one. Đức Tiến, 97,000. 50 more seconds, guys. 50 more seconds. Wow, Việt Phương, 100,000 pounds. Việt Phương, 100,000 pounds. Try your best. À, Đức Tiến với lại Việt Phương là cũng rất là suýt sao đó. 30 giây nữa thôi các bạn ơi. 28 more seconds. Các bạn cách nhau chỉ có vài nghìn thôi. Thì có thể là mình trả lời đúng được là mình sẽ có cơ hội được đẩy top đúng không? Try your best, guys. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 more. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Who is in top 1 right now? Let's see the result, guys. Okay, so top 1 is Vic Phương. Wow, congratulations. Good job. Well done. Well done, guys. Let me see the report. A lot of incorrect, right? Rất là khó để tụi con nhớ tên, đúng không? Wow, good job. Well done, guys. Well done. Good job, everybody.
Như vậy là Việt Phương cũng có rất là giỏi nè, nhớ được rất là nhiều tên đúng không? À, Việt Phương nhớ được những cái tên nào đâu, Việt Phương kể cho cô nghe nè. Can you tell me? Có những nhân vật nào mà Phương biết đâu, Phương kể cho các bạn nghe thử xem. Some of the characters that you know. Ví dụ như con biết ai, who is this? Do you know this person? Who is this? Can you turn on your sound? Who's this, Việt Phương? Con nhớ tên không? Đây là phim SpongeBob, đúng không? SpongeBob, so he is SpongeBob. À, ở đây thì mình còn phải nhớ là tên SquarePants, quần vuông ấy. Cái tên của nó là SquarePants, quần. What about this one? It's Pluto. If you guys watch Disney Channel, nếu mà các bạn có coi cái kênh Disney á, thì cái những cái phim về Mickey Mouse, thì đây là những cái phim trong Mickey Mouse đó. À, hoặc là cái con này nè, Mufasa. À, bạn nào mà có coi những cái phim hoạt hình của Disney đó. I guess a lot of you guys know this one, right? Tomcat. Mm-hmm. Jerry, yes, you guys know Jerry. Mickey Mouse, right? Don't choose Mickey Moose, okay? Moose là con sừng tấm hôm bữa mình có học đó. Pooh. Winnie the Pooh, yeah. Goofy. Donald Duck. Okay. A lot of characters right here. Spider-Man. You guys know who this? Toy Story. Các bạn nào thích coi Toy Story không? You guys like to watch Toy Story? Các bạn có thích coi Toy Story không? You guys know this character? There's a snake in my boots. Very famous line. There's a snake in my boots. Có một con rắn trong cái ủng của tôi. Nếu mà bạn nào có coi Toy Story á. Bạn nào mà có coi Toy Story á. Là các bạn sẽ biết cái câu đấy. There's a snake in my boots. Mm-hmm. Woody, right? Woody, yes. Pink Panther. Uh-huh. Yeah, a lot of characters, right? A lot of characters. Ah, you guys know this one? This is my favorite movie. When I was younger, I loved Pokemon. Cô rất là thích coi Pokemon. This is Pikachu, right? Và có một nhân vật nữa cô rất là thích, chính là con rồng Rayquaza. Cô chỉ biết tên tiếng Việt thôi, Rayquaza. Wow, you're in sixth place. Congratulations. You are very good, Madison. You are very good at movies and characters. Good job. Well done, everybody. Well done. You're in top 9. Yes, good job. Top 4. Well done. Yeah. Các bạn chơi rất là giỏi nè. Có nhiều câu cho nên các bạn có cơ hội được nhiều điểm hơn, đúng không? Well done, guys. Congratulations. Well done. So, today we only stop here. We're gonna play more games the next day, okay? On Wednesday. Như cô đã nói thì bài tập về nhà của tụi con vẫn chỉ là gì thôi. Tụi con sẽ tham dự cuộc thi thôi. Cho nên là tụi con cứ... Cô đăng nhập rồi. Cái đấy thì tụi con không cần đăng nhập đâu. Hồi nãy các bạn nào có thấy là nó có chữ sign in đúng không? Sign in với sign up không cần phải đăng nhập gì hết. Tụi con cứ bấm vào, bấm họ, bấm cái tên nickname của mình. Rồi đợi thôi, không cần phải đăng nhập gì hết. Ha, cái đấy là mình không cần đăng nhập. Như cô nè, cô là người tạo ra trò chơi thì cô mới đăng nhập. Thực ra là con không cần đăng nhập nha. Con vẫn để đấy, nó vẫn chơi được bình thường á. Không cần đăng nhập đâu. Yeah, Đức Tiến, you are in the second place. Well done, it's okay. Well done, good job. Good job, guys. Thank you so much for joining the game. Thank you so much for joining the class today. I will see you again on Wednesday, okay? We're gonna play more games. Cũng như vậy thì mình sẽ học bài, xen kẽ với chơi game nha mọi người, okay? Well done, everybody. Good night. It's late now. Bye-bye, teacher. Wednesday with different topic, okay? We're going to play more games with different topic. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Bye, everybody. Good night, okay? Go to sleep now. It's late now. Bye-bye.